Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Hoàng Mỹ đang đứng trên một căn nhà cực kỳ là đẹp, cực kỳ là tiềm năng nằm ngay trung tâm thị trấn Châu Xê. Cách chợ phía Nam chỉ có 100 m. Đối diện lô đất này là các quán mì cay, quán nhậu. Hoàng Mỹ hôm nay sẽ giới thiệu đến cho mọi người một căn nhà cực kỳ là mới. Căn nhà này có diện tích là ngang 10 m, chiều sâu là 40 m và có 40 m² đất thổ cư. Căn nhà này thì gia chủ xây với thiết kế là kiểu hiện đại. Đấy mọi người, gia chủ thiết kế một không gian phía trước có thể đậu ô tô. Đấy, có thể trang bị một bộ bàn ở ngoài này để buổi chiều có thể đi làm về và trong lúc mệt mỏi có thể thư giãn. Đấy. Phía trước này cũng là một không gian ở phía trước nhà rất là mát mẻ nha mọi người. Đấy, phía sau này còn có hành lang nữa nha mọi người. Đấy, nếu như mọi người khu vực này cũng có thể trang bị một vài cây cảnh nên là rất là đẹp nha mọi người. Đấy, mọi người cùng theo chân em vào phòng khách nhé. Căn nhà này gia chủ thiết kế theo kiểu hiện đại. Đấy, bộ bàn thiết kế theo kiểu Nhật Bản. Đấy, rất là hiện đại luôn nha mọi người. Đấy, căn phòng này có diện tích là ngang 5 m, chiều sâu của căn phòng khách này là có chiều dài 6 m. Đấy, rất là rộng rãi và thoải mái. Mọi người cùng theo chân em vào xem chi tiết của phòng ngủ nhé. Phòng ngủ này có diện tích là chiều sâu của phòng ngủ này là 4 m và chiều ngang của phòng ngủ này là 4,5 m. Đấy, gồm hai phòng ngủ, có hành lang đi. Đấy, phía dưới này là một căn nhà bếp. Đấy, gia chủ thiết kế theo kiểu trang bị ngồi thảm như kiểu Nhật Bản, rất là hiện đại. Đấy, ở đây là phòng vệ sinh. Vệ sinh làm trực tiếp phía sau nhà nên là rất là khép kín. Đấy, riêng. Nếu như mọi người muốn sở hữu một căn nhà như thế này thì hãy liên hệ đến nhà đất Hoàng Mỹ với cái giá cực kỳ là ưu đãi. Em nhận được một cái giá cực kỳ là ưu đãi đó mọi người. Giá 1,3 tỷ mà có diện tích từ 10 m, sâu 40 m và chỉ có 40 m thổ cư thôi, nằm ngay trung tâm thị trấn Chư Sê, gần chợ phía Nam, gần các nhà hàng, ngân hàng và các siêu thị điện máy xanh, thế giới di động. Đấy, nếu như anh chị muốn sở hữu một căn nhà như thế này thì hãy liên hệ đến nhà đất Hoàng Mỹ. Căn nhà này thích hợp cho quý anh chị đầu tư hoặc là mua về có thể ở luôn. Đấy, nếu như mọi người muốn sở hữu một nhà như thế này thì hãy liên hệ đến nhà đất Hoàng Mỹ với hotline là 0377 544 379 hoặc là 0707 972 888, sẽ có nhân viên trực tiếp tư vấn cho anh chị. Hẹn gặp anh chị ở các video tiếp theo nhé.